Hi, xin chào chị và các bạn. Hôm nay em lại về thêm Motorola ROG E2. Hàng mới 100% trong hộp. Zin nguyên bản. Phụ kiện bao gồm có máy, pin, sạc, tai nghe, cáp USB trong hộp. Đây. Khi anh chị mua sẽ được một hộp nguyên vậy. Nè. Đó. Đó. Và bên trong khi khui ra thì nó cái gì đó, đó rồi là cái khay đựng máy, thấy không? Sách, tai nghe zin của mô tô, đó, cáp USB, kết nối máy tính, cục sạc mô tô là zin, đây, thấy không? Hàng này zin mới anh chị, đó, anh chị những máy chỉ được là như vậy thôi. Đó. Bên trong máy thì nó là như vậy. Đó, made in Brazil. Đó. Sát bên trong nữa, ROG E2. Nè anh chị nè, thấy không? Timay ROG E2. Sao mũi quá. Đây giờ em mở nguồn như em mở máy lạnh bớt. Đó. Đây là quay máy cho chị xem, máy tin. Đây. Đó. Hàng mới nha. Đằng sau lưng đẹp em nghe nhạc, máy có tai nghe sẵn, anh chị cứ muốn nghe đẹp em mà ghim vô rồi xài thôi. Đây chỗ gắn thẻ nhớ, thẻ nhớ này xài chung với mấy thẻ NGWD á, với lại mấy thẻ chụp hình ngày xưa á anh chị. Đó, ở nhà anh chị được có gắn vô thôi. Mở nguồn lên. Máy có tiếng Việt sẵn nha anh chị. Đó, dễ xài lắm, menu. Nó đang kìm tiếp kiếm mạng. Đó, có 6 hay chưa? Được đơn giản. Menu. Đó, trò chơi, hình bạ. Đẹp em. Đó, kêu cắm tai nghe. Cắm tai nghe vô là xài thôi nha anh chị. Trong hộp có sẵn. Vô chuông rồi. Hồ sơ. Đó anh chị về muốn cài về bài rồi mà cài. Đó, thấy không? Đơn giản. Gọi 900. Loa loa ngoài rất lớn nha. Loa trong cũng lớn luôn. Con này nói chung là con này nghe gọi rất ok. Đó, anh chị nào mua cứ liên hệ bên em. Hàng mới 100%, xài khỏi lo gì hết á. Bỏ sim là xài thôi. Đó, nút qua nhạc, tắt bài qua nhạc, volume tăng giảm, tai nghe ở đây, thẻ nhớ sạc, khóa màn hình, khóa phím chứ quên. Đó, khóa nè. Đó, thấy không? Bấm khóa, đó. Còn tháo pin tháo ở đây nè anh chị coi nè, lấy tay bấm cái bóc ra đi và một tay mạnh quá để chút đó gắn pin thì anh chị móc hai này trước, thấy không? Hai móc này nè, móc vô đây đó, ập vô đây thôi, đơn giản vậy thôi, xong rồi, ok, cảm ơn chị xem clip nha.